Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lọc dầu động cơ của Honda City từ 2013 đến 2019. Đây là loại lọc dầu bằng sắt. Đây, anh em nhìn sơ qua về sản phẩm. Mặt, đây là phía bên ngoài. Đây là phần gen để các anh em bắt vào phần chỗ dầu để cho lọc dầu qua đây. Đây là ở đây người ta có hướng dẫn hết này. Bước 1 là cần làm sạch này, bước 2 là tra keo vào gioăng. Đây ạ. Các cái gioăng đấy ạ. Bước 3 là anh em sẽ xoáy vào. Đây là sản phẩm hàng liên doanh, design tức là thiết kế của Nhật Bản. Với dòng sản phẩm này thì sẽ giúp bảo vệ cho xe lọc dầu, ấn dầu động cơ sạch và đảm bảo độ bền cho động cơ hơn. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.